Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Tập Cận Bình lên giọng dạy dỗ Việt Nam, chớ quên cội nguồn tình hữu nghị. Ngày 20 tháng 10, VOA Tiếng Việt có bài, ông Tập nói Việt Nam chớ quên cội nguồn tình hữu nghị. VOA dẫn một trang tin quốc tế cho biết, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói với Chủ tịch nước Việt Nam Võ Văn Thưởng vào ngày 20 tháng 10 rằng Cả hai nước không được quên ý định ban đầu về tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước. Theo VOA, Trung Quốc và Hoa Kỳ đang tranh giành ảnh hưởng với các quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Trong khi Việt Nam vào tháng 9 vừa qua đã nâng mối quan hệ với Washington lên thành đối tác chiến lược toàn diện, ngang hàng với Bắc Kinh và Moscow. VOA cho biết, đài CRI của Trung Quốc đã tường thuật lời ông Tập Cận Bình nói với ông Võ Văn Thưởng rằng đối mặt với tình hình quốc tế luôn thay đổi và nhiệm vụ phát triển trong nước đầy gian khổ, hai nước không được quên ý định ban đầu về tình hữu nghị truyền thống. Hai bên nên tiếp tục đưa người dân các địa phương, nhất là giới trẻ của hai nước xích lại gần nhau hơn để tình hữu nghị truyền thống hai nước được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Và đây là hình bài trên VOA. VOA cho hay Ông Võ Văn Thưởng, nhân vật số 2 của Việt Nam sau Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng, đã có cuộc hội đàm với ông Tập Cận Bình sau khi tham dự diễn đàn Vành đai và Con đường tại Bắc Kinh. Lưu ý rằng Trung Quốc và Việt Nam đã phát triển mối quan hệ hữu nghị sâu sắc, tình đồng chí và tình anh em, ông Tập cho biết. Cả hai nước đều đang thúc đẩy sự nghiệp hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa của mình, cả hai đều coi mối quan hệ song phương là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của mỗi nước, theo tầng Hoa Xã. Ông Tập đề xuất, hai bên nên tuân thủ nguyên tắc, tham vấn chung, đồng thời cho biết thêm rằng Trung Quốc và Việt Nam nên tận dụng sự gần gũi về mặt địa lý và sự bổ sung về mặt công nghiệp. VOA cũng dẫn đài CRI cho biết, ông Thưởng đã đáp lời ông Tập rằng, Việt Nam luôn coi sự phát triển của Trung Quốc là cơ hội, ủng hộ Trung Quốc, tiếp tục phát triển lớn mạnh, đạt được mục tiêu xây dựng đất nước giàu mạnh theo đúng thời hạn, tin rằng Trung Quốc sẽ đóng góp nhiều hơn vào việc thúc đẩy hòa bình và phát triển của thế giới. Việt Nam kiên định, kiên trì chính sách một Trung Quốc, sẵn sàng tăng cường trao đổi chiến lược giữa nhà lãnh đạo cấp cao với Trung Quốc, không ngừng làm phong phú thêm nội hàm của quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam và Trung Quốc trong tình hình mới. Và đây là hình Chủ tịch nước Việt Nam Võ Văn Thưởng và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc hội đàm ngày 20 tháng 10. Vẫn theo VOA, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Ánh viết trên trang X, trước đây là Twitter, sau cuộc hội nghị giữa ông Tập và ông Thưởng rằng Trung Quốc và Việt Nam đều đang xây dựng một nước xã hội chủ nghĩa hiện đại. Trung Quốc và Việt Nam đều coi sự phát triển của nhau là cơ hội cho sự phát triển của đất nước mình. VOA cũng cho biết, truyền thông Việt Nam ngày 20 tháng 10 đăng một số hình ảnh về cuộc gặp này nhưng không nêu chi tiết nội dung trao đổi giữa hai nhà lãnh đạo. VOA nhắc lại tin mà một hãng tin quốc tế đã đưa vào đầu tháng 10. Theo đó, các quan chức Việt Nam và Trung Quốc đang chuẩn bị cho chuyến thăm có thể của ông Tập tới Hà Nội vào cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11, trích dẫn từ những người quen thuộc với kế hoạch này nhưng truyền thông hai nước tới nay vẫn chưa loan tin về chuyến thăm này. Trung Quốc có mối quan hệ truyền thống chặt chẽ với Việt Nam kể từ khi quan hệ ngoại giao được thiết lập vào năm 1950, dù hai nước có giao tranh vào năm 1979. Bắc Kinh ủng hộ cuộc chiến của Hà Nội chống lại cụ thuộc địa Pháp và sau đó là chống lại Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ trong chiến tranh Việt Nam. VOA cho biết thêm. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Tập Cận Bình lên giọng dạy dỗ Việt Nam, chớ quên cội nguồn tình hữu nghị Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Những tiết lộ của Thứ trưởng Hà Kim Ngọc về chiến dịch nâng cấp quan hệ ngoại giao Việt-Mỹ. VOA Tiếng Việt ngày 19 tháng 10 có bài Lý do Hà Nội không bắn Đại Bác đón Tổng thống Biden. Những tiết lộ của Thứ trưởng Hà Kim Ngọc về chiến dịch 57 ngày nâng cấp quan hệ Việt-Mỹ. Theo đó, Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc, người từng là đại sứ Việt Nam tại Mỹ, đã tiết lộ tại câu lạc bộ Thăng Long ở Hà Nội về những thông tin mà ông gọi là câu chuyện bếp nút cho việc chuẩn bị và đón tiếp Tổng thống Joe Biden tới thăm Việt Nam để nâng cấp mối quan hệ vượt hai bậc chưa từng có tiền lệ giữa hai nước cụ thù vào tháng trước. Theo VOA, ông Hà Kim Ngọc tiết lộ công việc chuẩn bị đón tiếp ông Biden tại Hà Nội chỉ bắt đầu vào tháng 7 sau khi tình hình xoay chuyển từ việc Tổng bí thư Trọng không thể sang Mỹ, nên Tổng thống Biden phải đi Việt Nam để nâng cấp mối quan hệ. Và đây là hình bài trên VOA. VOA cho biết, trong buổi nói chuyện dài gần một tiếng rưỡi đồng hồ, ông Ngọc đã tiết lộ với các lãnh đạo lão thành của đảng về lý do tại sao Việt Nam nâng cấp quan hệ với Mỹ vượt hai bậc. Theo đó, nếu chỉ nâng một cấp, thì Mỹ họ tâm tư đồng thời điều kiện cũng khá chín mùi để nâng lên đối tác chiến lược toàn diện thường thì nâng cấp quan hệ với mỹ thì các quốc gia phải đến mỹ và tuyên bố trên đất mỹ nhưng lần này ông biden lại đi việt nam và cùng với tổng bí thư nguyễn phú trọng tuyên bố nâng cấp ông ngọc nói và cho biết phía mỹ đã phải điều chỉnh lại các chương trình hoạt động đối ngoại cấp cao để tổng thống biden thăm việt nam vì Hà Nội không có trong lịch trình thăm của người đứng đầu Nhà Trắng trong năm 2023. VOA cho hay có nhiều ý kiến khác nhau trong nội bộ của chính phủ Việt Nam về việc đón tiếp Tổng thống Mỹ. Theo ông Ngọc, việc Tổng bí thư Trọng chủ trì lễ đón tiếp là quyết định của Bộ Chính trị. Theo tiết lộ của ông Ngọc, Tổng thống Biden đã cắt ngắn thời gian tại cuộc họp G20 ở Ấn Độ để tới Việt Nam từ ngày 10 tháng 9 cho lễ đón chính thức vào buổi chiều, thay vì ngày hôm sau vốn có thể rất nắng nhằm đảm bảo sức khỏe cho ông Trọng. Ông Ngọc cho biết, ông đã phải thay đổi thông lệ và áp dụng các thủ pháp nhằm đảm bảo hình ảnh của ông Trọng được lung linh. Ví dụ như, cho đội danh dự và đội diễu binh của đảng đi qua trước mặt ông Trọng và ông Biden, vì ông Trọng không thể đi lại như một người bình thường để duyệt đội danh dự và đây là hình tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và tổng thống Biden trong lễ đón tiếp ngày 10 tháng 9. Ông Ngọc cũng bố trí một thanh ngang mạ vàng buộc nơ để ông Trọng vịnh vào khi đứng cùng tổng thống Biden trong lễ đón ở phủ chủ tịch ngày 10 tháng 9. Đồng thời, ông Ngọc phải dùng các tiêu binh hay các cháu vẫy cờ hoặc bố trí các cảnh vệ đứng làm lá chắn để phóng viên không quay được cảnh ông Trọng bước xuống xe vì ông có thể vấp ngã và bị quay vào ống kính phóng viên. Việt Nam cũng yêu cầu Mỹ cắt phần hỏi đáp của phóng viên sau cuộc họp tuyên bố nâng cấp quan hệ của Tổng bí thư Trọng và Tổng thống Biden. Vì theo ông Ngọc, ông Trọng mà phải trả lời báo chí thì có lẽ ứng phó sẽ không thể nhanh nhẹn như trước được. Việc bắn Đại Bác đã được bàn kỹ trong các phương án đón Tổng thống Biden của Việt Nam, ông Ngọc nói nhưng phía Mỹ không quan tâm nhiều lắm đến nghi thức đón, bản thân họ rất đơn giản. Vẫn theo lời ông Ngọc, phía Mỹ cũng không yêu cầu trải thảm đỏ, vì phía Mỹ sợ tổng thống của họ không may đi vấp chân. VOA cho biết thêm, ông Biden, 82 tuổi, cũng từng có một lần vấp ngã khi lên xuống cầu thang máy bay Air Force One trước đây. Một yếu tố khác được Việt Nam xem xét để quyết định không bắn Đại Bác là sự có đi có lại trong ngoại giao. Nếu ta bắn 21 loạt đại bác ở đây mà sang Mỹ, bạn lại không bắn thì sao? Ông Ngọc nói, lúc đó ta cảm giác bạn không tôn trọng ta mà Mỹ họ lại không bắn đại bác. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Tiết lộ của Thứ trưởng Hà Kim Ngọc về chiến dịch nâng cấp quan hệ ngoại giao Việt-Mỹ xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên youtube và facebook của thời báo chấm d để luôn được cập nhật bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất kim vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới